Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tắt 3G 4G cho điện thoại Gratila 4G. Máy này có thể vào được 4G nhưng mà sim của mình đang là sim dạng 3G. Thì bây giờ đây, mình đã cài ABN có mạng anh nhé. Thì bây giờ anh em sẽ vào đầu tiên này, ở màn hình chính anh em vào phần setting. Kéo xuống dòng số 5, Wireless Network. Sau đó kéo xuống dòng 1 2 3 4 5 6 7 Data Usage. Đấy, thì cái phần Cellular Data này anh em mình bấm Bỏ tích này đi, bấm OK Thì như vậy là nó sẽ mất 4G Mất 3G, không vào mạng nữa Cảm ơn anh em